chào tất cả các tình yêu chúng các tình yêu lại quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Thị Nga, sinh viên khóa 3 của trường học Edic và sinh viên của mình là CV khóa 1 HP16. Rất mừng khi được quay trở lại với bộ môn kiến trúc doanh nghiệp. Ok, thì ngày hôm nay lại quay trở lại môn kiến trúc doanh nghiệp rồi. Chúng ta lại có thêm những bài học mới, có thêm được những kiến thức mới đúng không ạ? Ok, và cái bài tập dạng này là bài tập chuẩn bị buổi mới. Thì mình có thêm một số những cái từ khóa mà mình tâm đắc nhất để cho cái quá trình mà chúng ta rèn luyện nó được tốt hơn đúng không ạ? Thì để xoay quanh nói trước cái chìa khóa thì mình sẽ nói đến một số những cái kiến thức lần trước đúng không ạ? Kiến thức lần trước là chúng ta sẽ đi xoay quanh về những giá trị thực của một doanh nghiệp đúng không ạ? Để tái tạo một cấu trúc gì đó mà chúng ta phải biết là cái doanh nghiệp nó như thế nào, cái doanh nghiệp đó nó có nền móng như ra sao đúng không ạ? Và nội bộ xung quanh cái nền móng, cái cấu trúc doanh nghiệp đó nó phải được sắp xếp trật tự như thế nào cho phù hợp và mang lại giá trị tăng tiến, mang lại giá trị gia tăng cho chính doanh nghiệp đó. Đúng nào? Đấy thì cũng có thêm một số những thức liên quan đến việc là chuỗi giá trị, là không phải là chúng ta phải nhìn những bờ nổi bên trong cái giá trị đó, mà chúng ta cần phải xem xét là để tạo ra một sản phẩm gì đó thì xoay quanh cái đó, những cái hành động, hành vi của công ty đều là một chuỗi giá trị, mỗi một hành động đều là một giá trị, cho nên là nó không phải bao gồm cái bài nổi, mà tức là nhìn sâu vào bên trong cái giá trị đó xem là nó hình thành một chuỗi giá trị như thế nào, đúng không ạ? Và từ khóa hôm nay thì mình sẽ đi đến với các bạn một số những cái kiến thức liên quan đến một cái hình thức của chuỗi doanh nghiệp. Đấy là có 3 loại hình thức là OBM, ODM và OBM. Ok, 3 cái hình thức này thì nó sẽ như thế nào? 3 cái dạng loại hình như này thì nó sẽ như thế nào? Nó tác động đến một cái gì nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với lại chuỗi giá trị là OEM. OEM thì là một cái trong chuỗi giá trị, nó liên quan đến những công ty, những cái cơ sở liên quan về sản xuất, đúng không ạ? Giống như một cái kiểu là có thể là nó dựa trên những cái thiết kế có sẵn, hoặc là mua thiết kế từ người khác, hoặc người ta nhờ mình thiết kế xong để nhờ mình sản xuất để tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Đấy, dựa trên những cái số lượng đã được dặn sẵn, số lượng đã có trước và hình thù đã có trước, đúng không ạ? Và rất nhiều dạng công ty này nó được phát triển lên để nhằm phục vụ cho những công ty mang cái tính cao hơn. Và nếu như thiếu cái công ty mang tính OEM này thì chắc hẳn là sẽ không có một cái sản phẩm nó ra đời cho chúng ta đâu ạ, đúng nào? Ok, thì vậy nó cũng là một cái thành phần rất sức là quan trọng để chúng ta phát triển, để doanh nghiệp nó ngày càng thăng tiến. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến chính là cái dạng ODM. ODM ở đây chính là design đấy ạ, có nghĩa là về phiên thiên về cái mảng thiết kế cái sản phẩm gốc. Ok, là khi mà chúng ta đã có một ý tưởng trong đầu, ta có ý tưởng trong đầu thì không phải là cái việc chúng ta nói ra, đúng không ạ? Thì cái việc tiếp theo là chúng ta cần phải nốt nó ra trên giấy, đúng không ạ? Ví dụ như những cái công ty sản xuất đi, họ có ý tưởng nhưng mà họ chả biết viết vẽ như thế nào, họ chỉ biết miêu tả thôi. Thì cái người hành động, cái người làm ra điều đó, đấy là những cái công ty, những cái công xưởng làm về design, làm về thiết kế, để họ có cái dữ liệu như vậy rồi thì họ sẽ thiết kế ra một cái phiên bản thật là hoàn hảo nhất, nó sao cho bắt mắt và đẹp đẽ nhất để cho sản phẩm, để cho công ty sản xuất, để sản xuất ra một cái chiếc điện thoại của mình nó cái hình thù bắt mắt, tính năng công dụng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy là một cái dạng của ODM, là họ design, họ thiết kế dựa theo những cái yêu cầu khách hàng, yêu tiêu chuẩn khách hàng đặt ra và thiết kế như thế nào để cho nó phù hợp, để cho nó thật sự là mang vẻ ngoài nó được bóng loáng, nó được xịn sò, đúng không ạ? Ok, đấy là phần ODM. Tiếp theo là mình sẽ đến với OBM. OBM là gì? OBM ở đây nó là những công ty, những công xưởng liên quan về cái mặt brand, nó là mặt thương hiệu. Nhiệm vụ của công ty này thì nó khác hoàn toàn với hai công ty kia. Hai công ty kia có thể là nó là thầm kín, nó là thầm lặng, nó ở bên trong. Còn ODM, OBM không phải vậy. OBM là phải phâu hết ra bên ngoài. Đấy ạ, phâu hết ra bên ngoài, nó liên quan đến phần thương hiệu mà. Là phải tỏa ra bên ngoài là cái điện thoại có những chức năng gì, nó giúp mang lại giá trị gì cho tôi, nó giúp tôi có một cái vẻ hào quang không, đúng không ạ? Nó mang lại giá trị gì tôi, quan trọng như vậy. Đấy, thì cái việc công ty OBM là những cái công ty mà luôn luôn phải động để họ giữ vững được cái thương hiệu đó và phát triển cả thông tiến trên cái thương hiệu đó, chứ không phải là mình như nào, mình giống như hai công ty kia chỉ là những cái công ty thực hành thôi. Còn cái OBM kia thì phải là người phải phóng ra, phải tỏa ra được cái năng lượng và người phải đi thuyết phục, phải đi am hiểu cái tính cách, những cái tâm lý con người, làm sao đó phát triển thương hiệu, tạo một cái thương hiệu nó được chất lượng. Và cái thương hiệu là một trong số những cái thứ rất là quan trọng để làm sao
khi mà có thương hiệu ấy thì cái sản phẩm chúng ta mới được nâng lên một cái bậc mới, thay vì nó nằm chỉ nằm ở giá trị thực ở đó. Đúng nào, như buổi trước mình có nói về bộ môn phát triển thương hiệu đấy, đúng ạ. Thì chúng ta như nào, bộ môn phát triển thương hiệu là cái phát triển thương hiệu nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Thì cái mặt ODA như vậy, trong thiết kế nó cũng như vậy, trong cái mặt phát triển cấu trúc doanh nghiệp nó cũng như vậy. Thì cái thương hiệu nó là một phần không thể nào thiếu, không thể thiếu được ở trong một công ty. Có thể là ban đầu chúng ta mở ra một công ty nhỏ lẻ thì ba cái công ty này chúng ta đều gộp thành một và chúng ta làm hết. Nhưng mà sau này chúng ta lại phát triển lên công ty nó lớn lên thì thế nào, thì cái việc mà chúng ta đương nhiệm bảo hiểm nó không thể nào mà hoàn chỉnh được, cho nên chúng ta phải tự chia ra, chúng ta phải là nhờ vả hoặc thuê người bên ngoài để họ làm thay cho mình trả lương cho họ với những cái thiết kế và những cái mẫu mã mà mình đặt cho họ, và họ làm ra thì mình hưởng và mình chịu trách nhiệm là mình tạo thương hiệu cho chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, có nghĩa là những người công ty có thương hiệu thì họ sẽ không bắt tay vào cái việc sản xuất hoặc là bắt tay vào cái việc ghi chép, việc kiến trúc. Họ chỉ là người đánh bóng tên tuổi, họ chỉ là người tạo ra những cái thương hiệu và nâng cái tầm giá trị của sản phẩm nó lên, công ty họ lên, đúng không ạ? Giống như là họ thuê cả design, họ thuê cả công ty sản xuất, họ chỉ việc là lắp một cái logo của họ còn thôi, họ thưởng cái sản phẩm từ cái khác, nhưng mà cái tên tuổi, cái đánh bóng của họ, cái tên tuổi có thương hiệu của họ được nâng cao đến một cái vị trí khác. Và nó nâng cao như vậy thì bản chất họ cũng là một người đã mang lại giá trị rồi, và họ hưởng đến cái sự giá trị đó, và người dân, xã hội, con người hưởng cái thương hiệu từ công ty của họ, và họ được hưởng lây, và họ cảm thấy là mình thấy là cái giá trị của mình cũng được nâng lên theo như đúng cái tên thương hiệu đó, và hưởng ánh hào quang ấy ạ, đúng không ạ? Đấy, một trong ba công ty đấy, đúng không ạ? Giống như mình bảo là ban đầu chúng ta có thể là công ty mình nhỏ thôi, mình không thể có đủ điều kiện để mình thuê bên ngoài, thì mình làm cả ba. Nhưng mà sau khi là điều kiện của mình có sự kiện rồi, có phát triển rồi, thì mình tách ra, mình có thể thuê hai cái còn lại, hoặc mình làm một trong ba cái còn lại, đúng không ạ? Hoặc là mình làm hai cái còn lại. Giống như mình ví dụ như là công ty Apple, đúng không ạ? Apple là một công ty khá nổi tiếng về hãng điện thoại iPhone, đúng không nào? Thì ngay đầu tiên thì mình bước đầu sơ khai mà họ phát triển lên thì họ cũng chỉ là làm tất cả thôi. Nhưng mà sau này họ dần phát triển lên, thương hiệu của ngành của họ ngày càng nổi tiếng, đúng không ạ? Thì họ sẽ thuê bên ngoài, thuê bên công ty Trung Quốc để họ sản xuất cho mình. Còn đối với mình thì mình chỉ việc là mình thiết kế thôi, mình thiết kế và mình đánh bóng tên tuổi, mình óp cái logo thương hiệu Apple vào, và táo cắn dở vào để như nào cái thị trường của mình nó được phát triển hơn, thay vì mất công mất sức vào cái việc là mình phải đi sản xuất nữa, mình chỉ cần việc thuê bên Trung Quốc làm này, cho mình là mình có sản phẩm trong tay rồi, bạn mình vẽ ra một bản thiết kế design, mình đưa cho bên Trung Quốc làm, và Trung Quốc đẩy cho mình sản phẩm và mình gắn cái logo vào, đấy có phải là một cái thứ rất là tuyệt vời không ạ? Đấy, mình đỡ tốn thời gian này, đỡ công sức này, mình chỉ cần đưa lương cho họ, đưa tiền cho họ thì họ được, mình đã có sản phẩm rồi, đúng không ạ? Thực ra nói như này để chúng ta để biết rằng là tất cả những cái ngành nghề, tất cả những cái mốc mà mình chọn nó đều rất là quan trọng. Khâu sản xuất cũng quan trọng, khâu thiết kế cũng quan trọng, và khâu thương hiệu nó cũng quan trọng. Nhưng mà để chúng ta xem xét xem là bản thân chúng ta làm cái nào nó phù hợp, và bản thân của chúng ta đang ở cái phạm trù nào, đang có giá trị nhất ở cái phạm trù nào, thì chúng ta lựa chọn cho nó đúng. Thường thường là những cái khâu sản xuất thì họ mình chuyển ra cho họ, mình đưa sản phẩm cho họ, đưa design cho họ đi, thì họ sản phẩm lại, họ chuyển ra cho mình một cái sản phẩm bằng hiện thực trên tay, không phải trên giấy nữa, đúng không ạ? Thì mình phải trả cho họ một cái giá tương đương. Nhưng đa phần là những cái giá trả tương đương nó thường thường những công ty sản xuất thường nó sẽ được ít hơn thay vì lương của những người design hoặc là những cái người làm về thương hiệu, được chưa nào? Ok, đấy, đó là một số những cái kiến thức liên quan đến cái chuỗi giá trị cũng như là cái hình thức để mình mở một công ty. Mình nghĩ là các bạn cũng có thể tìm hiểu để xem là những cái công ty nào nó phù hợp với mình, loại hình công ty nào phù hợp với mình, OBM, OEM và ODM. Xong là mình sẽ lựa chọn để ngày càng cái thương hiệu phát triển, công ty của mình ngày càng thành đạt, đúng nào? Ok, các bạn có những thắc mắc gì hãy để xuống phần comment nhé, mình sẽ vào và giải đáp thắc mắc các bạn. Còn bây giờ thì xin phép được dừng video ở đây, trọng nhớ rất là xin chào.